Twice và Blackpink từng là hai nhóm nữ đình đám hàng đầu Gen 3, luôn được so kè về mọi mặt với nhau, được ví như SNSD và Tiara thế hệ sau. Thế nhưng đến nay tên tuổi của nhóm nữ nhà JYP lại không thể sánh bằng đàn em là vì đâu? Vào ngày 22 tháng 3, MV Fit Special của nhóm nhạc nữ nhà JYP Entertainment đã vượt 500 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành MV thứ 7 của Twice làm được điều này sau I Can't Stop Me, Likey, Fancy, What Is Love, TT và Cheer Up. Được phát hành lần đầu vào ngày 23 tháng 9, 2019, với tư cách là ca khúc chủ đề trong mini-album thứ 8 cùng tên của họ, video âm nhạc đã đạt được thành công khoảng 4 năm, 5 tháng sau đó. Tuy nhiên, nếu so thành tích lập cùng thời điểm với Blackpink, Twice vẫn đang còn kém khá xa. Là nhóm nhạc nữ nổi danh trên toàn cầu, Blackpink với lượng người hâm mộ đông đảo từ châu Á, châu Âu, Mỹ, hiện nay có thể xem là một trong những biểu tượng thành công của nền công nghiệp giải trí K-pop. Không chỉ thống trị các nền tảng âm nhạc thế giới, Blackpink cũng phá vỡ nhiều kỷ lục của K-pop trên YouTube, nền tảng video phổ biến nhất thế giới hiện nay. Vượt qua BTS với 6 video cán mốc tỷ view, Blackpink có cùng số MV với những Do-do-do, Cute Love, Bombaya, How You Like That, As If It's Your Last đều đạt tỷ view. Đặc biệt, Hắc Hường còn có một video How You Like That, bản dance performance thu hút 1,2 tỷ lượt xem trên YouTube. Không chỉ vậy, Blackpink còn vượt BTS và trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên có 4 video vượt 1,5 tỷ lượt xem trên YouTube. Về phía Twice, nhóm đồng loạt tái ký toàn bộ 9 thành viên vào năm 2022, vẫn duy trì nhịp hoạt động dồn dập như những năm đầu debut. Twice là nhóm nhạc Gen 3 trăm comeback nhất hiện tại, tuy nhiên càng ra dự án càng flop. Thành tích sản phẩm sau nối đuôi thấp hơn sản phẩm trước, từng là nhóm nữ quốc dân thế hệ mới, phát hành bài nào là Perfect OQ bài đó. Việc Twice không còn được công chúng Hàn đón chờ khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Một điểm mạnh của Twice chính là duy trì được lượng fan cứng đông đảo, phong độ chạy tour ổn định, còn tạo được nhiều kỷ lục doanh thu. Ở năm thứ 9, Twice đi vào vòng quỹ đạo ra nhạc, chạy sâu phục vụ fan, danh tiếng của nhóm đã chững lại, nhường bước cho các nhóm nữ đàn em. Sóng sau số sóng trước là quy luật đương nhiên của giới giải trí đến hiện tại, khi mọi tên tuổi Gen 3 hot nhất đều đã có biến động, danh tiếng sụt giảm, không thể phủ nhận sự thật nhóm nữ Gen 3 đã đến hồi thoái trào. Một topic trên Weibo thu hút khá nhiều sự chú ý của CNET bàn về sức ảnh hưởng của girl group Gen 3 thông qua tình hình của hai nhóm đại diện có sức ảnh hưởng nhất thế hệ, Blackpink và Twice. Dân tình khẩu chiến cực căng, nhưng đều có thể đi đến kết luận nếu Twice đã đi qua thời hoàng kim thì Blackpink đang có tương lai hoạt động nhóm khó xác định. Bình luận của CNET. Once, fandom của Twice, bề ngoài thì bình tĩnh như nước nhưng trên thực tế đã sớm nghiến răng nghiến lợi, vừa nói không quan tâm thành tích vừa đếm lại chút thành tích trước kia. Nhóm người ta Blackpink đã có 4 CEO rồi, nhóm bạn có gì? Blink vui vẻ nhảy nhót ở phần bình luận như thể Blackpink sẽ quay trở lại vậy. Ôi quên mất, hình như nhóm sẽ không bao giờ quay lại nữa. Blackpink có thể trở lại hay không không nói, nhưng 4 người họ chỉ cần ra solo thôi cũng có thể vượt xa Twice. Có chút buồn cười khi họ nói rằng Blackpink không thể quay lại. 4 CEO, người thì tham gia chương trình tạp ký, người thì thu âm bài hát mới, người thì đóng phim, họ không còn là nhân viên làm thuê như ai đó nữa. Nếu họ muốn trở lại thì có thể trở lại bất cứ lúc nào.